Nga và Ấn Độ bắt đầu tập trận chung hôm 19 tháng 11 ở thành phố Jhansi ở miền Bắc Ấn Độ, với binh lính diễn hành trong âm thanh của đội quân kèn. Được đặt tên là Indra 2018, các cuộc tập trận này kéo dài tới ngày 28 tháng 11, quy tụ sự tham gia của khoảng 500 binh lính Nga và Ấn Độ, và bao gồm công tác huấn luyện cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nga và Ấn Độ có lịch sử hợp tác lâu đời trong lĩnh vực quân sự và tổ chức tập trận chung trong vài năm qua, với sự tham gia của toàn bộ 3 binh chủng của lực lượng vũ trang hai nước. Indra 2018 diễn ra vào lúc căng thẳng dâng cao giữa Nga và phương Tây, và NATO cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận. Mỹ, quốc gia có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng tuyên bố tương tự. Hồi tháng 9, Nga đã có cuộc diễn tập quân sự lớn nhất kể từ năm 1981 với tên gọi Vostok 2018, huy động 300.000 binh lính trong màn biểu dương lực lượng sát với biên giới với Trung Quốc, bao gồm các cuộc tập trận chung với quân đội Trung Quốc và Mông Cổ.